liên hệ được chồng không? Có số của ổng không? Ổng đi bao lâu rồi? Đổi sim luôn rồi. Đổi sim rồi. Rồi biết nhà cửa ổng ở đâu không? Ông bà nội của mấy đứa nhỏ đó. Thì biết. Biết hả? Cũng ở Củ Chi này luôn hả? Đã bắt đầu cũng khổ luôn, tiền cho nhau. Chị, hồi sáng em nói, hồi sáng em nói chuyện với chị mà em quên hỏi chị tên gì á chị? À, chị tên Bảy. À, chị Bảy hả? Chị ở Củ Chi luôn hả? À, không, chị ở nhà trọ ở đây chứ còn quê chị ở Vĩnh Long à. À, rồi rồi à. Em, em gặp Tiết chưa? Em gặp Tiết nhà trọ chưa? Em chuẩn bị gặp cái hoàn em chuẩn bị gặp cái hoàn em chuẩn bị gặp cái hoàn cảnh mà chị à, gửi rồi, qua rồi. Cho em, nhưng mà em cũng nói với chị với lại mọi người ở trên kênh như thế này. Thực sự là em cũng không có biết cái hoàn cảnh này như thế nào, nhưng mà về cái việc mà hướng dẫn vô hoàn cảnh thì em thấy là sao không ai mà phụ em hay là như thế nào em cũng không biết làm sao, tự nhiên là sao, là phụ gì, là sao? Ý em nói ví dụ như hướng dẫn ở cái trường hợp này như thế nào đồ, rồi ví dụ như ấy, tự nhiên em có biết cái gì đâu mà em chỉ biết là cơ bản. À, có mà rồi chủ nhà trọ tiếng đó nó thấy nó gặp em mà. Rồi rồi, thôi để có gì để em em gọi... cần hay là ai là không là đây, bây giờ để thôi bây giờ để em gọi để có gì em gọi lại chị sau nha. Rồi. Mình đang ở Củ Chi mọi người. Thì cái chị này chị gọi điện cho mình nói là có một cái trường hợp của một chị gái có hai đứa con và hiện tại là đang mang bầu, chồng thì bỏ đi đâu rồi, cái tình trạng là cái đứa con ở trong bụng hình như là nói chung là không có ổn á mọi người, không có ổn. Thì có giúp gì được thì giúp, thì mình nói là thì mình để mình lên coi giúp gì được thì giúp đó. Thì nhưng mà sẵn đây mình nói với mọi người luôn á, mình cũng không biết là trường hợp của cái chị này như thế nào, nhưng mà về cái việc mà ví dụ như mọi người liên hệ với mình thì thế không, mình cũng có gọi điện, mình cũng có hẹn thôi, nhín chút thời gian chỉ mình vô dẫn mình tới cái chỗ này chỗ kia. Còn cái này những cái hoàn cảnh đó, gọi điện tới rồi cái người này chỉ qua người kia rồi cứ bỏ vô cái chỉ gì thôi à. Kiểu là phó mặt à. Muốn làm thì làm, y chang là mình là kiểu là phải có trách nhiệm với lại cái hoàn cảnh những người khó khăn. Bây giờ mình cũng không biết, giờ bây giờ mình đi vô nhà rồi cái chị cần giúp đỡ, chị cũng không biết là mình là ai hay là như thế nào. Phải như là mình liên hệ trực tiếp với hoàn cảnh thì nó dễ, nên là sẵn thì đây thì mình cũng chia sẻ với mọi người, ví dụ như mọi người có giúp những cái trường hợp nào hay như thế nào á, thì ví dụ như đồng hành cùng với lại em sinh đây á, thì ví dụ như đồng hành chung. Chứ mà hôm qua cũng vậy, có một cái trường hợp là xin ơi lên giúp cho bà cụ này, rồi cái thôi chị không dám gặp mặt em, rồi cái đưa qua người này, cái đưa qua người kia, rồi cái nói là thôi tôi là hàng xóm rồi các thứ. Nhưng mà đúng là có thể là mọi người sợ bị ảnh hưởng với cuộc sống riêng tư, nhưng mà thà nói trước ở trong điện thoại chứ để mà khi mà lên xa xôi lắm mọi người. Thôi bây giờ mình đi vô trong nha, mình đi vô trong chỗ cái hoàn cảnh mà nãy mình nói với mọi người. Em vô nhà nghe chị. Hai chị. Em chào chị nha. Dạ. Chị Tuyết là chủ nhà trọ ở đây đó hả? Chị Tuyết với lại chị Bảy gì ở khu vực này nè. Rồi có gọi điện cho tụi em nói là hoàn cảnh của chị là cần giúp đỡ gì đó, nên là em chạy lên đây để em gắn cái mic cho chị nha. Chị tên gì? Chị tên Duy. Duy hả? Nhi. Nhi. Dạ.
Và bây giờ là tụi em giúp đỡ gì được cho chị Nhi? Dạ, em với chồng bỏ ra đứa con. Dạ. Và mới đi sanh thế là để cô cũng ông góp người cho chồng hay chồng. Đi sanh hả? Dạ. Là có nghĩa là trong điện thoại em nghe chị Bảy nói là chị có hai đứa con. Dạ. Rồi trong bụng là một cháu, là hình như là bây giờ 8 tháng. Nhưng mà bắt ra lên bắt cho chị Hồng Dương rồi. Mất rồi. Em đi sanh bữa thứ bảy mà lên bệnh viện là bác sĩ bệnh viện của chị á bảo thai luôn, chỉ gấp lên bệnh viện Hồng Dương lại bé chết trong bụng rồi. Rồi rồi à, bây giờ bé đang nằm ở đâu? Dạ bé chết và bỏ cho bệnh viện Hồng Dương luôn rồi. Để đó luôn hả, không đem về hả? Dạ. Rồi bây giờ là mới có sanh có mấy hôm mà ai chăm sóc cho chị? Chờ không ai, tự mình chăm sóc luôn. Rồi hai đứa nhỏ kia đâu? Hai đứa con chị đâu? Con bé đi làm hồ, tình cảm vậy nó tội nghiệp mới giữ giùm. Giữ giùm hai đứa con chị luôn? À, một đứa, còn bé Út thôi, còn thằng lớn bên nhà bà cô. Thằng lớn bao nhiêu tuổi? Dạ bà. Hả? 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi. Ừ. Con bé thì gần tuổi. Ừ. Chị có bị em nghĩ là chị bị sốc tâm lý, nhưng mà em hỏi thì chị thêm một câu nữa thôi nha, là con của chị là bị gì mà mất? Dạ em đi bán vé số rồi em bị té chứ em, tại vì đi bán đa thì con bé kia nữa, em sợ em chị lúc nó bụng quá đứa trong đứa ngoài sợ đai em bé chịu nổi, bé trong bụng chịu nổi em bé tuột vào bé chết. Là sinh non? Dạ. Lên tới đây là bệnh viện Hùng Dương nó báo là bé mới mất đây thôi. Có nghĩa là chị này chị vừa có bầu gần sanh mà chị phải đi nhiều nữa. Phải đi nhiều để mà đi bán vé số, cái tiền nuôi hai đứa con, cái tiền nhà trọ, rồi đi vận động nhiều quá nhiều khi nó ảnh hưởng tới thai nhi. Chị có người nhà gì không chị Nhi? Dạ, người nhà ở dưới quê. Quê ở đâu? Bến Tre. Rồi họ có biết hoàn cảnh chị như vậy không? Hay là chị có gọi điện về cho họ không? Có anh em và ba mẹ chị ở dưới hả? Dạ. Nói chung chị chủ chọn cái tội nghiệp, phải lấy rồi chị không lấy tiền già. Như chị Tuyết ha? Dạ. Để bữa đi sanh thì cũng không góp người cho 100-200. Trước đó là đi bán vé số. Dạ. Nuôi hai đứa con. Dạ. Rồi chị có cần em gọi điện người nhà cho người nhà chị không? Dạ gọi. Rồi ba của ba đứa bé đâu? Bỏ đi à. Là một người cha. Giờ cái khó khăn là hiện tại là bây giờ là ăn uống đồ là các thứ đó hả? Dạ, vậy là lúc bệnh viện Hùng Dương là mới đóng tận 2 triệu thôi. Mà em lên trển là bác sĩ báo là tai luôn. Rồi nhau trong không non, huyết áp cao, thiếu máu. Và bây giờ bác sĩ mới em đóng tận 2 triệu thôi. Bác sĩ cái gì phải đóng 8 triệu, nó có giấy tờ đem về. Em đi về nó có tiền, nó trốn gì em về. Giấy tờ chị trong đó là bây giờ là còn những gì? Giấy tờ thị thân thôi. Giấy căn cước hả? Dạ. Giấy gì nữa? Đâu gì. Tại bây giờ nếu mà mình bỏ 6 triệu đó là mình không có lấy được giấy căn cước. Thì bây giờ chị mấy mốt chị vô chị trình bày về cái hoàn cảnh khó khăn của mình thì người ta trong đó người ta cũng hỗ trợ cho người ta trả giấy cho mình thôi chứ đâu có gì đâu. Thế em nghĩ là vậy. Có muốn lấy em bé về không? Chứ để trong đó lạnh lẽo. Rồi đưa về Bến Tre cho cháu nó nằm ở dưới ông bà ở dưới chứ để nó lạnh lẽo rồi. Bây giờ cũng sẽ có những anh chị làm thiện nguyện á, họ sẽ đưa những cái cháu tương tự như con của chị Nhi đây á về trong đất Thánh là cũng có nè. Hoặc là đất tư nhân mà mấy anh chị mà họ làm thiện nguyện á mọi người. Đó thì về đó, nhưng mà theo cái đó là những trường hợp mà bị mất gốc rễ rồi đó.
ba mẹ bỏ, còn này mình biết thì mình vô mình nhận lại thôi. Em nghĩ vậy. Chứ để tội cháu. Cháu tăng tăng mấy rồi hả? Vậy còn tế tế được 2,7 nha. Chắc nó nhiều khi nó bị ngợp hả? Chắc nó bị ngợp á. Mới thứ bảy này đó hả? Dạ. Mới có 2-3 ngày nay thôi. Dạ. Là họ còn lưu trong, còn giữ trong đó đó. Chào chị nha. Bé gửi bên đây hả? Trời, dễ thương hay không? Vừa chị vừa chăm con của chị Nhi, vừa chăm con chị. Dạ. Ủa em chứ, em đang nhiêu tuổi? Em nay 25. 25 vậy anh kêu bằng em. Dạ cháu. Ờ, chào con, ngoan quá ha. Ở nhà giữ ba đứa luôn. Dạ. Ôi, thấy khỏe. Giữ nay mấy hôm rồi? Dạ, nay là cũng 3-4 hôm rồi. 3-4 hôm. Ủa, chào chú. Đi đẻ mà lên bệnh viện của Chi chết trong bụng rồi. Bệnh viện của Chi không dám chuyển xuống Hồng Dương. Bệnh xuống dưới chích dục cho ra rồi cũng bỏ luôn. Vậy là mất ở Củ Chi rồi. Dạ. Bây giờ mình có cách nào mình vừa lấy giấy tờ mà mình nhận em bé về được không ta? Em bé chết nó bỏ luôn. Ý là chị này cũng có gốc gác ở dưới Bến Tre đó, mình lấy về mình đưa về dưới nằm với ông bà đổ dưới chứ. Hỏi là à, chứ thấy tội. Dạ giờ đi xuống bệnh viện Hùng Dương á, cái anh đi vô anh hỏi vậy đó rồi người ta biết. Nhưng mà chị này phải xuống trực tiếp nữa. Dạ thì xuống trực tiếp hỏi bà, hỏi mấy người đó. Chứ bây giờ tự nhiên mình biết cháu nó nằm dưới nghe nói cũng tội á mọi người. Dạ. Xin chào cô nha. Ừ. Dạ. Chị dạ, cô. Chị Bảy dạ, dạ, chị. Chị đang đi làm hả? Ừ đi làm, xin ra nè, nghe em nói vậy thôi chị xin chị về. Dạ. Chị Bảy này là báo cho mình trường hợp của chị Nhi á mọi người. Giờ chị Nhi này có cần ăn uống bồi bổ chứ đúng không chị Bảy? Để cho khỏe lại quá, cho khỏe lại. Chứ thấy nhà cửa không có gì ăn uống á. Thì đây nè, có nhỏ này nó ở nhà nè, thì nó nấu, ví dụ người cho chút đỉnh rồi nó nấu cho ăn. Ừ. Cái chị đằng kia. Dạ. Ừ, còn đây thì như chị thì như là hỏi muốn ăn gì vậy thì kêu đi mua. Hỏi bao gì là Bên kia. Bên kia kìa. Ở đây cũng tin Nhi. Đây cũng Nhi đâu hả? Ở đây cũng Nhi nữa nè. Nói Nhi này cũng không có việc làm nè, mà còn giữ con nó đó. Thì có chồng đi làm được rồi. Ờ, có chồng đi làm hồ đó. Chứ. Giờ mình lo cái giúp cái sức khỏe cho chị Nhi cho hồi phục đi. Rồi mình tính sau ha chị Bảy. Ờ, thì cái đó là tùy em đi, tại vì chị thấy nó cũng khổ quá. Nên chị muốn cho em tới đâu mà, ví dụ như có mạnh thường quân nào đó, người ta có ấy thì giúp đỡ cho nó. Chứ chị thấy hoàn cảnh nó, chị thấy khổ quá. Ủa uống sữa bò gì đó hả, chứ không có sữa lon gì hết. Nhà cũng không có tủ lạnh luôn. Đừng không gì hết. Còn hôm qua chị lấy đi cho mượn cái ấm đó đó, đặng đóng nước nóng uống. Chứ đâu có cái ấm đó đâu. Ừ. Sáng giờ nóng nước lạnh gì. Nóng chị... nóng đi, thì gót cái bình. Ý là bây giờ cơ thể chị có khỏe không? Được, đỡ rồi ha. Ừ. Còn cái chỗ vết thương thì nó cũng cơ bản là bình thường ha. Ừ. Có những cái dấu hiệu gì lạ hay gì đó thì chị gọi điện cho chị Bảy hoặc là chị Tiết nha. Ví dụ như là có bị xuất huyết hay là cái gì đó, đó chị Bảy là báo liền. Hay là vấn đề gì đó nó... Nhưng mà đã có cái là chị này cũng sanh là con thứ ba rồi. Nó cũng cơ bản rồi, nó cũng... đúng không? Từ trước tới giờ là ở trên Củ Chi đây hả? Thấy chị này quen quen. Không biết có ở dưới Sài Gòn không? Dạ không. Không có. Liên hệ được chồng không? Dạ. Có số của ổng không? Ổng đi bao lâu rồi? Đổi sim luôn rồi. Đổi sim rồi. Rồi biết nhà cửa ổng ở đâu không? Ông bà nội của mấy đứa nhỏ đó. Dạ biết. Biết hả? Cũng ở Củ Chi này luôn hả? Dạ bắt đầu cũng khổ lắm, cũng tiền cho nhau. Ừ. Khổ không mọi người thấy không? Đó.
chồng mà bỏ đi. Đáng lẽ nếu mà có chồng, chồng đi làm, giống như Nhi ở bên kia, chồng đi làm ở nhà giữ con đi, rồi dưỡng thai. Dưỡng thai rồi là đâu có đâu có mà sự việc xảy ra như vậy. Làm quá bị kiểu là lao lực. Lao lực dẫn đến cái việc ảnh hưởng tới em bé. Thì lao lực đó. Đã có bầu rồi, đã mệt rồi mà ẵm thêm em bé cả chục ký trên người nữa mà. Chị Bảy cũng là phụ nữ với nhau á, ví dụ như những chị em mà sau khi sanh á như thế này đó thì mình cần bổ sung cái gì, thuốc thang gì rồi ăn uống như thế nào, chị Bảy nói giùm em đi chị Bảy. Dạ. Nói này chị á, nó cái sanh đẻ là chị chưa có trải qua. Dạ. Thì cũng hỏi với mấy người ở đây thôi chứ chị sanh đẻ chị chưa có trải qua tại vì chị độc thân. Ủa vậy đó hả? Chị độc thân. Thôi hỏi nhầm người rồi. Ủa cái cô đó hồi nãy đâu rồi? Cô bạn đâu rồi? Chị Phương ơi. Phương, qua đây xin hỏi thăm chút nè. Trời, hỏi tính hỏi là sau khi phụ nữ sinh đẻ làm sao, bồi bổ làm sao, hỏi ngay cái người chưa sinh đẻ lần nào. Tôi giữ lâu quá rồi gì. Đây cô già quá làm sao biết, cô, làm nhớ. Ý là cho con hỏi ví dụ như cơ bản thôi, sau khi mà phụ nữ sinh xong đó cô thì mình cần bổ sung cái gì rồi kiêng cử cái gì để con biết, con giúp đỡ cho chị này ít tiền để mà chị này mua đồ ăn uống rồi cho khỏe cô. Thì sau khi sanh phụ nữ, sau khi sanh mà có em bé thì mình cũng cần uống sữa, đặng cho mình có sữa rồi mình cho em bé bú nữa. Như là ăn thì nói chung là bồi bổ thì cũng thịt cá bình thường vậy thôi. Nhưng mà cho tâm thần nó thoải mái nữa. Với là đừng có bị xúc động nhiều. Cái đó là sanh bình thường. Ừ. Còn nếu mà trường hợp chị này đó thì khi mà xuống bệnh viện đó, thì chắc chắn nó có phải có cái gì tác động để mà cho em bé ra ngoài đó. Nên là cái đó nó sẽ ảnh hưởng, sợ bị thường thường là bị mỏng, bị mổ, bị làm mỏng tử cung hay là cái gì đó hay là như thế nào, nên là mình có cần ra tiệm thuốc tây mình mua uống cái đó hay tôi cũng không rành nữa. Yeah. Tại vì mấy chị này thì sanh là sanh thường đó mà. Lâu lắm rồi, con nay 40 tuổi là thành ra cũng lâu không có nhớ. Con cảm ơn cô. Với lại sanh bình thường à. Dạ. Chị, ở bệnh viện họ có đưa chị thuốc gì về uống không? Có gì hỗ trợ gì không? Có thuốc gì không? Dạ, em trốn viện về. À, chị trốn viện hả? Đâu có tiền đóng viện phí đâu xin. Trốn về đó. Thôi thì sao ta? Hay là nhờ chị Bảy ra ngoài tiệm thuốc tây hỏi thử ở ngoài tiệm thuốc tây rồi... Như trường hợp như vậy đó, mình nên có cần uống thuốc hay là bổ sung cái gì không? Chắc mình lại phải đợi bác sĩ qua phụ khoa. Đúng rồi. Bác sĩ phụ khoa tư mình hỏi. Đúng rồi. Ở đây có gần ở đây không? Có ai nhưng mà thường thường là họ khám buổi chiều không à? Hình như ở đây nè, ở đây mà không biết nãy nó mình đi ngang quên thấy có đóng cửa không, mở cửa ta. Nhà chị Bảy gần đây không? Nhà chị đây nè, nhà trọ chị đây nè. Ở khu này luôn hả? Ở phòng trọ chị đây, xéo đây nè. Mấy giờ chị về? Chị tới 6 giờ chị mới về. 6 giờ là giờ đó là bác sĩ họ hay khám á. Chiều chị dẫn. Phòng tư ở đây có nè. Chiều chị dẫn chị này ra khám giùm em cái được nha. Nha chị Bảy giúp giùm cái đi nha. Chứ em đi thì không có tiện. Đó thì chị nói trình bày y chang vậy đó, trình bày sự việc vậy rồi coi bây giờ có cần, tại vì mình cũng đâu có biết trong cơ thể như thế nào, đã bị xuất huyết hay là gì sao. Là trốn viện về ha, hồi nãy không có nói em nghe. Rồi ăn uống thì cơ bản thôi, thịt cá rồi củ rau củ quả cho bổ sung sức khỏe vậy thôi. Ăn nóng, uống nước cũng uống nước nóng. Nước nóng uống vậy đi. Có cái ấm đó, nóng tao tóc là nóng đi. Như vậy nha chị. Trong điện thoại thì em nghe, không biết là gì, em nghe là em tưởng là chưa lấy em bé ra. Em nghe chị nói là em bé thai lưu. Chị không biết là mổ hay là sanh thường, là tại vì hôm qua chị qua nhưng mà cũng có hai ba người mà bà khách tới hỏi thăm đó. Rồi thôi chị đem cái ấm như này mới bình qua rồi, rồi chị dặn uống nước thôi chị đi về. Chứ chị cũng không hỏi là mổ hay nó sanh thường. Là mổ hay sanh thường gì? Sanh thường hả? Sanh là em bé ra chết luôn hả? Rồi xuống dưới người ta đòi đóng điện viện phí bao nhiêu? Đóng 2 triệu, rồi đòi thêm 8 triệu nữa. Vậy hả? Dạ không có tiền. Không có tiền về. Kính thưa mọi người, thì cái việc mà
lấy em bé ra đó, đưa em bé về nhà đó thì thôi cái đó để tính sau đi. Nhưng mà theo ý kiến của con á, thì nên là đưa em bé về quê, gửi về, đem về quê dưới Bến Tre luôn đi, cho cháu nó nằm ở dưới có tổ tiên ông bà ở dưới. Tại vì cháu nó cũng 8 tháng rồi, thà không biết thôi chứ để biết trong đó lạnh lẽo lắm. Con nói thật, cái này con góp ý kiến như vậy. Thì ý con nói là cái hướng là như vậy, còn nếu mà chị này đồng ý, gia đình chị này đồng ý thì nó sẽ khác nữa. Ví dụ như Mạnh Thường Quân họ thương họ lấy ra, họ giúp đỡ cho họ lấy ra giùm cho nó, hoặc là họ giúp đỡ cái việc mà làm mồ nguyệt đồ ở dưới, hoặc là gửi vô chùa hay là bất cứ gì. Nói chung là phải đưa em bé ra ngoài, thà mình không biết thì thôi chứ mình biết. Mà con thấy gì như hồi bữa đó là đi xuống dưới là lấy em bé sanh em bé ra luôn hay gì? Dạ. Cái bữa thứ bảy luôn hả? Rồi em bé đó lúc đó là người ta đem đi đâu có biết không? Dạ, cho lục cô. Dạ, đi Hồ Quốc hả? Ở dưới quách đó. Rồi họ nói là họ để giữ lại. Thì theo con nghĩ theo có những cái mà theo quy định thì ví dụ như em bé như vậy đưa vô trong nhà xác đó thì có quy định là bao nhiêu ngày để mà ví dụ như người thân người ta còn hết bao nhiêu ngày theo quy định đó thì họ có cái hướng xử lý theo quy định của pháp luật với lại ở trong bệnh viện. Đó là như vậy. Nên là con nghĩ 3-4 ngày thì họ chưa đem đi đâu đâu. Với lại còn một cái giấy chứng minh ở trong đó nữa, căn cước. Rồi con nhờ em nhờ chị Bảy ha, chị Bảy mua giùm thịt cá hay gì đó, hay là nhờ Nhi hay gì đó, nhờ Nhi ở phòng đối diện nè mua, rồi ví dụ như nấu ăn nấu nướng gì đó, rồi cho chị Nhi này ăn cho nó khỏe. Phía góc ở đây nè là cái góc bếp ha, góc bếp của chỗ trọ của chị Nhi. Hồi nãy mình cũng nói là không có tủ lạnh, không có tủ lạnh. Mặc dù là bây giờ tủ lạnh bán cũ rồi rất là rẻ mọi người. Tại vì nhà có em bé là cần lưu giữ mấy cái tủ lạnh nước rồi đấy cho nó uống. Ủa đồ ăn này là nấu hồi nào mà ai nấu? Chị này nấu hả? Chị Nhi nấu hả? Hay ai nấu? Em nấu hả? Nè, như này là mấy cái này là phải bỏ tủ lạnh để nước rồi nó ủa kiến rồi. Ủa sao uống nước ngọt đây, mấy đứa nhỏ uống nước ngọt hả? Hình như là chị này không có gì để ăn uống ngoài luôn á, ngoài ăn cơm ngày ba cử gì thôi. Giống như là mình đi đâu hay gì đó cái hỏi bà ăn gì, cái là ăn gì gì vậy đó, cái mình đi mua đi ra ngoài mua thì nói là bà đẻ đó, rồi cái là người ta bán. Chị này về đây trọ là bao lâu rồi? Đây cũng nửa năm rồi. Rồi chờ, chị tiếc chị thấy vậy chị không có lấy tiền ha. Không có lấy tiền. Có gì nhờ chị Bảy. Có gì nhờ chị Bảy bàn lại với lại chị Nhi về cái việc mà đưa em bé ra khỏi bệnh viện. Nha, bàn thôi. Đừng có lo về vấn đề tiền nong, em cũng không có hứa trước là em sẽ giúp, nhưng mà mình bàn như vậy nha. Rồi thêm nữa có thể là nếu mà được thì liên hệ với lại bên chồng của chị Nhi. Nhiều khi họ không biết. Họ biết họ qua đây họ chăm sóc rồi họ cũng phụ cái gì được thì họ phụ. Ví dụ như chăm em bé rồi đó, các thứ. Đó, thì hai cái đó. Còn cái mà chiều nay đưa đi chỗ bên phụ khoa để mà khám bác sĩ bên phụ khoa với lại ví dụ như là em gửi cho chị, bây giờ chị cũng đưa cho Nhi nhỏ nè, ít tiền để Nhi nhỏ đi mua đồ ăn thức uống rồi, ví dụ như là thịt cá rồi thịt bò, tôm ấy rồi các thứ rồi á cho ăn để mà bồi bổ, chứ bây giờ Nhi nhỏ cũng ở nhà trọ. Cũng không có dám mà chi tiêu nhiều. Thôi như vậy nha chị, để em gửi cái khoản tiền nha. Rồi tính sau nha, để cho chị nghỉ ngơi nữa. Ở nhân tiện có Nhi với lại chị Bảy với lại là chị Nhi đây á thì
Em xin thưa như thế này nha chị Bảy. Cái thứ nhất là thôi thì em cũng thay mặt người xem ở trên kênh chia buồn cùng với lại gia đình. Còn những cái vấn đề mà những cái kế hoạch hồi nãy em có nói nó có bàn đó, thì có gì chị em phụ nữ bàn lại với nhau thì nó sẽ dễ dàng hơn. Với lại là tại vì em là đàn ông, với lại là em cũng xa lạ với lại chị Nhi đây, nhiều khi là cũng chưa có hợp lý mấy ha. Nhưng mà cái vấn đề về cái sức khỏe rồi ăn uống đồ lo cho chị này thì em xin phép là em thay mặt cho Mạnh Thường Quân em gửi tiền để tặng cho chị. Rồi như nãy nói thì có gì chiều chị đi làm về chị dẫn chị Nhi đi ra ngoài chỗ phụ sản á để kiểm tra để xem tình hình. Rồi còn Nhi á thì có gì nhờ Nhi ví dụ nấu nướng gì bưng qua tới lui cho chị Nhi đây ha. Như vậy còn cái phần tiền thì chắc là em gửi cho chị Nhi được. Gửi Nhi thì đi xin. Ở đây đó là em thay mặt cho nhóm các chị gái ở Gia Lai là tặng cho chị 1 triệu. Thứ hai là chị Tuyền Lê, chị Vân Nguyễn ở Úc là 1 triệu. Thứ ba là chị Trang Anh Mỹ, chị Trang Anh ở Mỹ là 1 triệu. Rồi thứ tư là anh Tùng, chị Điệp ở Bình Tân là 1 triệu. Thì tổng cộng là 4 triệu đồng. Em gửi tặng cho chị nha. Tiền thì cái này là em tặng cho chị để mà lo cái sức khỏe chị, chứ không phải là để mà chị ví dụ như chị thấy rồi cái chị tiếc tiền rồi chị không có đi. Cái này để tặng là đi khám phụ khoa nè, rồi ăn uống rồi các thứ nha. Hai ba bốn nha, em tặng trước cho chị 4 triệu đó để có sức khỏe rồi lo cho hai đứa con. Cảm ơn Mạnh Thường Quân nha. Thôi thôi trước hết là chị cũng cảm ơn Sinh, sau nữa là chị cảm ơn tất cả Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho Nhi, chị cảm ơn rất nhiều. Rồi để bây giờ để cho chị Nhi nghỉ ngơi ha, rồi có gì thì gặp lại sau. Như vậy ha chị. Để chiều chị về rồi chị chắc chị phải nhờ cháu chị chở nó ra ngoài lại đằng đây nè. Qua này khám cho nó. Chị thấy cái hướng em nói như vậy có hợp lý không? Có được không? Em nói vậy là chị nghe cũng đúng. Tại vì bây giờ nó trốn viện ở đâu có giấy bác sĩ cho là to thuốc cái gì đâu. Bây giờ mình lại đó mình khám người ta coi người ta biết thì người ta mới cho to mình được. Chừng vài trăm ngàn thôi à. Chứ hồi đó em đi sanh em cũng bị như chị nè, là phải đi xuất viện là phải mua một bọc thuốc đem về. Thì cái đó là mình đó. Mình có giấy xuất viện, còn này nó trốn viện mình không có. Với lại là có gì em mua băng băng cho chị này luôn. Đi ra ngoài hồi trước đi ra ngoài phát đó lại ngoài. Còn cái việc cá nhân kia thì cái gì tính sao nha. Em nãy em góp ý rồi đó. Nếu mà ai mà bên y tế đồ để mà biết về chút xíu về tư vấn về luật hay là như thế nào á mọi người, hoặc là ai mà đang xem mà đang làm ở trong viện Hùng Vương đó, thì có thể là hỗ trợ giúp cho chị này em bé với phần mà giấy tờ rồi đó, mà chị này là chị trốn viện. Chắc chị nghĩ là nếu mà cái sự trốn viện này là nữa sau mình đi xuống đó, chắc mình cũng phải đóng tiền cho họ rồi mình lấy cái đó ra. Ví dụ bây giờ mình có 8 triệu mình vô đó mình đóng là chắc là nhận em bé về được. Đúng rồi, cái đó là chứng minh. Về đưa gửi em bé vô chùa hay gì cũng được. Còn mà chị tới lui chị đốt nhang rồi cho cháu, cúng kiến rồi cho cháu, chứ để bỏ tội nó nha. Em nói vậy thôi. Thôi mình xin phép là mình kết thúc cái video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Và nếu mà có thời gian mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người về cái trường hợp của chị Nhi đây. Một lần nữa cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.